Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Mai đang đi giao hàng cá hồi. Khách đang đợi đây mà giờ Mai mới tới. Oui. Bonjour. Oui, désolé. Désolé. Bon anniversaire, baby. Hello, baby. Hello, baby. Merci. Désolé, attends. Đó, cả nhà thấy không? Đó, xôi mồng gáp lách của Mai trả ra đĩa là như này đó. À, ngon không cả cha? Je pense qu'il va en avoir pour 150, 160. À peu près 20, 20, 20, 20, 20, 20 par personne. Super, pour te dire, c'est bien. Super. À, cả nhà thấy Mai cướp ra đĩa đó, xong Mai cho quả fruit de passion. Ngon không cả nhà? Đó. Cá hồi của Mai trang trí ra đĩa đưa khách như này đó. Voilà. Merci. Bon appétit et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Vous aussi. Bon. Eh ben on va livrer. À, vợ chồng Mai đến giao hàng và cũng lấy đồ luôn đó. Sếp có hỏi là uống gì không, nhưng mà thật sự là những ngày này rất là bận, mình không thể nào mà uống được đó. Oh, ông xã đấy mua một chai rượu rất là đắt, Mai bổ không được, thế là lông gòng bổ hết rồi. Merci lô gòng. Đây là tất cả đồ Mai mua của nhà chef nhá. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, alors on commence le chargement. Oui. Il y en a combien? 8, je vois. Oui. On commence à charger. Oui. Encore, wow. On prend pas bien plus parce que... Oui. Chào chào. Tất cả là beta xe. Oui, chef. La commande était bien passée. Đây, tổng đồ nhà Mai đây. Đó. Đấy, tổng đồ mua quà Noel đó. Đây là quà của mẹ. Đây là mẹ hai. Noel đến rồi đó. Đó, cuối cùng. Oui, bouteille champagne. Năm nào nhà Mai cũng mua một loạt quà như vậy đó, năm nào cũng vậy. Đó, đầy một xe quà rồi đó. Nhà biết không, đây là quà Mai tặng Louis và Ga Bà. Nhưng mà Mai sẽ không cho biết, Mai tính tiền xong á là Mai mới đưa quà. Tại vì nếu mà mình đưa quà trước á, mình sợ là vợ chồng xếp lại đưa quà cho mình á, nên Mai không nói gì cả. Rồi tính tiền xong đó là Mai mới đưa quà Mai về. À, đây cũng coi như là để cảm ơn hai em đó. Hai em rất là nhiệt tình. À, nhưng mà năm sau thì Ga Bà đi xa rồi đó, không gặp Ga Bà nữa, nên Mai muốn có một món quà tặng em, và cũng nhân dịp Noel thì mới có cớ để tặng thôi, chứ ở bên đây không có tự nhiên tặng quà cho nhau. Sinh nhật mà họ không mời mình thì mình không ở tặng quà cho họ đó, nó là như vậy đó. Nhưng mà vì thôi, năm nay lần đầu, năm đầu tiên Mai làm cho trước. Được lúc bà cũng nhờ nhà sếp nữa, nên thôi mình cảm ơn tất cả mọi người. Đấy là một món quà nhỏ cho em. Ông xã đang mê mấy chai rượu này, cả nhà thêm biết biết chai rượu Sartre là 360 ơ. 300 ơ này. Đó, cho cả nhà xem nhá. Chai biết siêu siêu nhá, là biết siêu siêu 500 ơ này. Đó. Ô lơ 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 lơ. Hả?
Sếp Mai trêu là đây là loại rượu chưa Covid đây, giết chết Covid đây, vì nó có những 100, y là 120 plants á, 120 loại thảo dược ở trong á. Đó. Ê, loại này có thể giết chết Covid đây. À, đây, cái loại trên là 2.000 nhá, cái chai đấy là hơn 50 triệu cả nhà. Còn chai này là 1.900, sợ chưa? Ô là la la la, chưa kì sẽ share lắm chứ. À, cả nhà thấy không? Khách vào mua chai rượu 2.000 kìa. Sếp đang đứng tư vấn cho khách ấy. Vẫn thêm một cái chai rượu 2.000 đấy cả nhà. Những ngày này Mai tới Mai mua đồ mà mình đứng, mình muốn tính tiền mà thật sự là không có thời gian để tính tiền cho Mai đấy cả nhà. Mai vẫn phải đợi á. Trời ơi cả nhà thấy không? Phải xếp hàng để trả tính tiền mà vẫn không tính nổi đây này. Đông người thế. Noel, Noel tới rồi. Người chưa vào, người đã đứng đợi ở cửa kìa. Cả nhà thấy không? Oh, super jolie, comme ça. Oh, gọi sếp. Nó luôn cho phải biếng cơ. Trang trí đẹp chưa? Cửa hàng đẹp chưa? Ông Hoa Tăng winner. Ông Hoa Tăng winner. Poupée. Đẹp không? Mì. Vous pas le temps. Vous me servez, oui. Ce soir, vous êtes où? On partit tout de suite, mais on n'a pas fait l'enfant. Oui, c'est ça. J'ai encore un pâté mangé pour mon papa. Hôm nay là ngày sinh nhật vợ sếp mà tối hôm qua đó vợ chồng sếp phải làm tới 1 giờ sáng. Hôm nay 4 giờ sáng phải tới cửa tiệm. Cả nhà có thể thấy không? Rất là nhiều lẵng hoa gửi tặng vợ sếp đó. Nhưng mà vợ sếp không có thời gian. Civil. Civil. Voilà. Ça c'est pas pour vous, c'est Gaba. Gaba et lui. Oui. À, Mai tặng quà ba người nhưng mà không có tặng quà sếp. À, hôm nay là sinh nhật của vợ sếp nên Mai mới tặng. Còn đâu là trong dự kiến thì Mai đã tặng hai em rồi vì là Mai cũng muốn cảm ơn hai em đó. À, cả nhà có biết không? Đây là quyển sách mà vợ sếp rất muốn được nhận mà Mai rất là vui khi Mai tìm mua được cho vợ sếp. Đây là em mì tự gói quà đó nên là vợ sếp đang khen là em mì gói quà đẹp quá, biết gói quá. Đây là món quà Mai tặng vợ sếp và sinh nhật của vợ sếp. Cả nhà biết gì không? Đó, khách đã tới đấy. Đấy, đây là quyển pháp luân công nhé cả nhà. Chuẩn pháp luân đó. Vợ sếp thấy Mai có quyển đây tu luyện tại nhà thì vợ sếp cũng muốn Đó, ông xã đang giải thích cho vợ sếp hiểu đó. Ông Ce matin, je fais une heure, je suis très bien. Merci, tu es très bien. Oui. Ben c'est très bien. Mais je vais le lire plusieurs fois parce que la première fois, je ne vais peut-être pas tout comprendre. Oui. Donc je ne deviendrai pas sage tout de suite. Doucement. En attendant, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Mai. Et petit câlin. Et profitez bien hein, pour tous ces bons moments qu'on a passés ensemble cette année. Jusqu'à votre tête. Ah ouais. Oh, mais toi, t'es jeune.
Ồ, dùng hút hấp liên tục. Et bon anniversaire, may à vơ, et bon fête de fin d'année. Merci. Et ça, c'est que lire, et j'aime bien que vous prenez le temps que vous faites ensemble. Đây là quyển sách thì là Mai muốn chị đọc để chị có thể tìm hiểu thêm đó. Và sau đó là nếu mà, tại vì Mai không có biết là có những cái bài tập bằng tiếng Pháp, nên Mai bảo là nếu mà chị muốn tập á, thì Mai sẽ tới tập cùng với chị, hay là hỗ trợ chị, hay là để chị tìm cách tìm ở trên mạng như thế nào để chị tự tập á. Mai rất là vui khi mà làm cùng với Mai, biết Mai đó, xong rồi nói chuyện với nhau rất nhiều, chị em rất hiểu nhau. Và chị cũng muốn tập luyện Pháp Luân Công cùng với Mai. Mai rất là vui khi có chị đồng hành cùng với mình và cũng muốn tìm hiểu thêm. Merci. Merci Mai. Et bonne Au revoir, baby. Au revoir, baby. Merci beaucoup et bon Noël. Merci, merci vous aussi. Encore. Bon Noël. Merci à monsieur le jeune qui a acheté le miel, il est passé par là. Ok, cả nhà, gia đình nhà Mai đã tới nhà sếp lấy đồ và giao đồ. Giao đồ và lấy đồ rồi tặng quà. Bây giờ thì gia đình nhà Mai sẽ về nhà và chuẩn bị lên đường để Mai sẽ cầm đồ sang cho ba chồng Mai nữa trước khi đi đón Noel ở nhà chú chồng. Ok, bây giờ cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thế cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Ơi cả nhà thấy không? So một gặp like trước khi đi đón Noel. Trước khi đón Noel nó cũng cô đưa mama tặng, đưa mami đi. Merci, mais c'est bien gentil dis donc. Pour demain. Joyeux Noël papa. Merci. J'ai emporté sur mon gâp lách pour vous demain midi. Bonjour. Tu as un masque comme ça. Cả nhà cùng sang bên nhà bố chồng. Oui. Ah bah oui. Vous partez maintenant. Oui, on partit maintenant, on n'a pas le temps. Oh, attends. Alors avec qui il va y avoir Véronique. Bây giờ ta đến nhà Mai đi đón Noel, sang chào bố chồng với anh chồng, các cháu chồng. Vô phía loe lăng sợ. Nu ông bà chi. Ô cô vừa. Bonjour, tu sais ce que c'est? C'est le docteur Guillemot qui m'a. Ah oui. Mai cầm gà nốt kem với lại cá hồi gắp tách cho bố. Thì ça, c'est bon, ça.